Hello xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình Trong video ngày hôm nay Mình tiếp tục với series về các game NFT Play to Earn Và mình có một tin vui cho các bạn Là NFT game Play to Earn Được khá là nhiều người mong đợi là Space Crypto đã cho ra mắt bản game chính thức Vào 22 giờ ngày 15 tháng 2 2022 tức là tối ngày hôm qua Và đây là cái thông báo ra mắt game này các bạn và còn một vấn đề rất là quan trọng nữa mà mình muốn thông báo cho các bạn là đội ngũ phát triển của Spy Crypto đã quyết định là không phát hành con game này ở thị trường Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa là tất cả các IP đến từ Việt Nam đều sẽ không thể truy cập được vào Spy Crypto và chơi được con game này. Và các bạn phải sử dụng phần mềm Face IP để chuyển IP của bạn sang một đất nước khác để có thể truy cập vào game và chơi được con game này và nó dẫn đến các rủi ro như sau. Thì đầu tiên sẽ là rủi ro bị đánh cắp ví MetaMask. Thì đây là cái rủi ro quan trọng nhất và lớn nhất. Thì có rất nhiều trường hợp sử dụng phần mềm fake IP để chơi những con NFT game và làm những cái chạy game các bạn. Những cái chạy account thì họ đã bị uh, phần mềm fake IP đó đánh cắp cái ví MetaMask và rút hết tiền trong ví này đây là một nguy hiểm rất là lớn nha các bạn và cái rủi ro thứ hai là việc các bạn sử dụng phần mềm phát IP này không nằm trong sự cho phép của đội ngũ team Spyrypto cho nên là nếu mà có các bạn update sau họ sẽ có thể sẽ uh, có những biện pháp chặn cái Vip này nếu như mà họ muốn thì nếu mà họ muốn chặn thì chúng ta sẽ không thể làm gì được bởi vì họ đã có ra thông báo là không không cho phép uh, ip ở việt nam chi cập mở bạn thì đó chính là hai rủi ro chính mà các bạn phải chịu khi mà các bạn uh, tham gia và chơi con game này cho nên là mình không khuyến khích các bạn uh, tham gia và chơi Spirito. và nếu mà các bạn chịu được những cái rủi ro này thì các bạn hãy xem tiếp trong video này bởi vì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn File IP và chơi con game Spyrypto Cũng như là trải nghiệm game uh, Spyrypto này Và trước khi mà mình bắt đầu cái video này Mình xin lưu ý cho các bạn Đây chỉ là video tham khảo Không phải là lời khuyên đầu tư Hay cổ suý đầu tư Mỗi quyết định đầu tư của bạn các bạn phải cân nhắc thực kỹ trước khi mà bạn tham gia vào một NFT game nào đó Và mình sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đến từ quyết định đầu tư của bạn còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái video này hả các bạn thì mình sẽ tắt cái phần mềm IP trong chôm này các bạn và mình sẽ cho các bạn xem là con game này nó đã chặn ip của việt nam như thế nào đây khi các bạn vào play đường dẫn play.pyripto.io đây khi mà bạn vào đường dẫn của play io play bybit io này các bạn cái tab này mình không có fake IP cho nên là đây là cái IP từ Việt Nam và nó sẽ báo lỗi như thế này game này không tồn tại ở quốc gia của các bạn xin lỗi vì sự bất tiện này thì các bạn sẽ không truy cập được bằng IP Việt Nam và các bạn sẽ phải sử dụng một phần mềm fake IP thì sẽ có rất nhiều phần mềm phát IP nha các bạn. Hay còn gọi là VPN. Thì các bạn có thể sử dụng phần mềm phát IP trên uh, trên máy tính của các bạn. Và các bạn nên search cái chữ này VPN tốt uh, tốt nhất. Thì nó sẽ cho ra là các bạn search phần mềm fake IP thì các bạn nên chọn và search cái phần này để các bạn vào các bạn các bạn chia cập càng nhiều trang web càng tốt và các bạn thấy cái tên phần mềm nào được hiển thị nhiều nhất ở các trang web so sánh như thế này thì các bạn hãy chọn vào cái phần mềm đó để đảm bảo là cái máy tính của các bạn được an toàn Và cái ví Metamask của các bạn được an toàn Đây là cái phần mềm uy tín nè các bạn Thì các bạn nên search vào cái chồng chữ này và các bạn chọn nhiều website lên Các bạn xem top những cái phần mềm này Xem là cái tên nào xuất hiện trong cái top này nhiều nhất ở các website thì các bạn hãy chọn vào cái phần mềm đó và các bạn có thể mua những cái phần mềm này luôn để có thể sử dụng cho nó mượt mà và chơi game cho nó ổn định và cái phí mua cái phần mềm này cũng khá là rẻ thôi các bạn không có mắc đâu thì đó là một cách để các bạn phát ID cho cái máy tính của bạn còn một cách là các bạn sẽ sử dụng phát IP cho một tab chôm điều này sẽ dẫn đến cái tab chôm của bạn được phát IP thôi còn những cái tab chôm khác hoặc là máy tính của bạn sẽ không uh, được phát IP và sẽ an toàn hơn thì mình đang thấy có một cái phần mềm khá là tốt đó chính là Zenmai nhé các bạn phần mềm này thì mình uh, được rất là nhiều anh em trong uh, cộng đồng Bitto sử dụng ở Việt Nam sử dụng nữa các bạn và đây là một cái tiện ích các bạn có thể cài đặt Thẳng vào cái Google Chrome Đây các bạn search may ra Thì nó nằm trong cửa hàng của Google Chrome các bạn Và cái lượt tải của nó lên đến, đến 5 triệu lần Cho nên đây là một phần mềm có thể nói là khá uy tín Và các bạn thấy trên web. Và các bạn có thể uh, tin tưởng vào cái phần mềm này Mình cũng đang sử dụng cái phần mềm này Thì các bạn chỉ cần add to Chrome uh, là được Là các bạn đã cài đặt được cái phần mềm này sau khi mà các bạn cài xong các bạn sẽ vào đây và các bạn chọn và cái quốc gia của bạn thì nếu mà các bạn kích hoạt cái bản Pro thì các bạn sẽ nhận được những cái VPN nó nhanh hơn nữa các bạn. Thì các bạn có thể mua cái phần mềm này luôn. Mình hiện tại thì mình chưa có mua và đây là nó có. Đây đó các bạn. Đó các bạn sẽ vào đây các bạn order và mua cái bản Pro của cái phần mềm zenmax này. Nó khá là rẻ nè các bạn. 2 tháng thì hai đô nè bạn và các bạn tùy chọn vào những cái gói này mình thấy là dưới 8 đô thôi các bạn cho một tháng rất là rẻ hoặc là các bạn sử dụng cái phần mềm này free được luôn với bốn cái VPN free này đó bạn thì các bạn nên chọn những cái quốc gia gần Việt Nam nhất để nhận được cái mạng nó ổn định nhất thì mình chọn vào singapore thì nó chạy cái thời gian này là các bạn đã có thể uh, phát đã đã phát api thành công rồi nhớ bạn sau đó các bạn phải truy cập vào uh, con game spirito này và một lưu ý uh, phụ nữa mà mình muốn uh, nói cho các bạn đây là một cái cũng khá là quan trọng là nếu mà cái ví các bạn có thể tạo nhiều ví metamask khác nhau với nhiều ví metamask khác nhau và cái ví chính của các bạn cái ví nhiều tiền nhất của các bạn các bạn sẽ phải để để đó mà các bạn sẽ chuyển sang một cái ví uh, vừa tạo tốt nhất là vừa tạo không có bất kỳ cái token nào hoặc là tiền nào tiền ảo nào bên uh, bên trong cái ví đó cả thì các bạn sẽ sử dụng cái ví đó để tham gia vào con game Crypto này. Thì nếu mà có bị hack cái ví đó và bị đánh cắp cái ví đó thì cũng không có uh, bất cứ cái đồng token nào mà các bạn mất cả. Thì đó là một cái mà mình nghĩ là an toàn cho các bạn nếu mà các bạn muốn tham gia vào con game Crypto này. Các bạn sẽ tạo một cái ví mới và không có token nào trong đây. Và các bạn sẽ sử dụng cái ví đó để tham gia vào Crypto và chiến trong con game này thì điều tệ nhất là nếu mà họ đánh cắp được cái ví đó thì họ sẽ rút được cái token trong game của các bạn. Thì đó cũng là một cái nguy hiểm. Nhưng mà mình nghĩ rằng uh, cái lượng tiền mà các bạn đầu tư vào đây nó cũng sẽ không nhiều bằng cái việc mà cái ví chính của các bạn có số tiền bên ngoài để dành để các bạn đầu tư vào những con game khác hoặc là các bạn mua những cái đồng token khác. thì sau khi mà các bạn vào phần play chấm io đó bạn các bạn thấy là đã vô được rồi nè tức là mình đã phát ip thành công và các bạn sẽ kết nối với cái ví mình đang sử dụng cái cách mà mình nói với các bạn tức là mình uh, có tạo một cái ví metamask mới không phải là ví chính của mình để mình tham gia vào con game bycrypto này và đây các bạn chỉ cần kết nối và nó vào được game rồi nha bạn thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn mua à, cái đó là cách vừa rồi mình đã hướng dẫn cách để các bạn có thể cài được cái ZenMax để các bạn có thể tham gia Vào Super Deep bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn uh, cách để các bạn mua đồng token coin uh, SP Genesis tức là SBG thì các bạn phải sử dụng chữ trong trong ví metamask của bạn là đồng token bnb để làm phí và cái bnb hoặc là busd để các bạn có thể mua những cái đồng token bsg này sbg này và các bạn sẽ các bạn chi cập vào spy io các bạn nhìn ở dưới phần này các bạn sẽ chọn vào một trong hai cái này bên cây quá hoặc là bu Đây các bạn và các bạn connect với cái ví của các bạn. Đây, các bạn sẽ connect với cái ví của các bạn. Cái ví để các bạn sử dụng để mua token SBG thì con game này các bạn phải cần sở hữu thuyền chiến tức là cái NFT basic để có thể tham gia vào game và một tàu chiến hiện tại nó đang có giá là 2,5 SPG thì khi mà các bạn có thể mua bằng BNB hoặc là BUSD nữa bạn các bạn ở à, cái cái nạp phần này Và sau khi gặp prop xong các bạn có thể mua cái đồng token SPG này Thì mình khuyên các bạn Các bạn nên mua khoảng trên 10 chiếc bởi vì Một tàu chiến hiện tại trong game nó rất là rẻ rồi các bạn Nó chỉ có 2,5 SPG thôi Tức là một con thuyền của nó chỉ có trị giá là khoảng 4,3 đô thôi nhớ bạn. Và các bạn nên mua khoảng 30 tàu mình nghĩ là vậy. tức là khoảng 130 thôi là các bạn đã có thể tham gia vào con game này rồi hoặc là nếu mà các bạn các bạn thấy cái số này thấp nữa thì các bạn có thể mua 60 tàu là trăm rưỡi thì con game này nó không có giới hạn tối đa bao nhiêu tàu cả các bạn tùy uh, tùy ý sử dụng Tức là các bạn mua bao nhiêu tàu cũng được nữa Các bạn mua cả trăm cả ngàn tàu cũng vẫn ok Và các bạn nếu mà các bạn muốn tối ưu hóa được cái lợi nhuận trong cái con game này Thì các bạn mua càng nhiều tàu càng tốt Thì mình nghĩ là khoảng 60-70 tàu là cũng đã chiến rất là ok đó bạn Thì nó rơi vào khoảng 260 đô Hoặc là 130 đô nếu mà các bạn có số vốn mà nó hơi khiêm tốn một tí để mua 30 tàu thì mình Quan điểm của mình từ con game này Thì mình không đầu tư nhiều vào con game này các bạn Cho nên là mình chỉ mua khoảng 30 tàu Trong cái con game này thôi Và mình sẽ cân nhắc Nếu mà nó phát triển tốt thì mình sẽ mua thêm Còn Việc mà Nếu mà không phát triển tốt thì mình ngưng ở đó Và cái việc mà con game này nó Cấm IP ở Việt Nam Cấm truy cập từ Việt Nam Cũng là một rủi ro Cho nên là mình nghĩ là mình chỉ đầu tư và con game này ít thôi và nói chung là chơi không đầu tư nhiều vào game này các bạn thì hiện tại là mình đã có khoảng 20 chiếc tàu đó các bạn mình mở ngày tối ngày hôm qua nếu mà con game này nó trong cái thời gian tới mà nó sẽ cho phép cái IP Việt Nam uh, chia cập vào game thì có thể mình nghĩ là có một lượng lớn nhiều người đầu tư vào game mà mình cũng có thể đầu tư mạnh vào con game này. Còn bây giờ thì nó không cho IP Việt Nam vào game thì mình nghĩ là mình nên đầu tư ít ít lại để tránh cái rủi ro một cách uh, tối thiểu nhất. Và bây giờ mình khi các bạn có cái đồng token SBG này rồi thì các bạn sẽ vào game bằng cách sử dụng phần mềm phát IP và vào game. Sau đó các bạn sẽ mua những cái bốc này. Nó sẽ có ba loại bốc là bốc Genesis 1x, 5x và 10x. Thì mình sẽ mua cái bốc 10x này các bạn, mình có 20 tàu rồi. Và 20 tàu này mình mở được con một con super rare nè, một con epic, một con rare, một con super rare, một con rare, tức là hai con rare, hai con super rare và một con epic, còn lại là common các bạn. và mình sẽ mở 10 cái gói này các bạn sẽ lít vào cái phần 25 này đó các bạn và các bạn nên để trong ví của các bạn nhiều cái pin bí bạn nhiều hơn một chút bởi vì một lần nó sẽ tốn khoảng đây các bạn đây là lần để các bạn mua bóc nè thì cái phí của nó khá là nhỏ nhưng mà cái sẽ còn một lần tính phí nữa xác nhận giao dịch tính phí là cái lần đó là các bạn sẽ mở bốc. Đây, cái lần mở bốc nè. Đây các bạn, đây là cái nó sẽ hiện ra cho bạn một cái hộp để các bạn có thể mở. Tức là bạn đã mua thành công 10 cái bốc, một cái bốc 10 10 tàu này rồi. Và các bạn sẽ phải mở bốc này. Thì cái phí mở bốc nó rất là lớn nha các bạn, bởi vì đây là 10 tàu. Thì mỗi tàu nó sẽ khoảng là 0.001 thì 10 tàu nó rơi vào khoảng 0.01 11 này đó các bạn. Thì nếu mà các bạn mua khoảng uh, 30 tàu hoặc là 60 tàu 30 tàu thì các bạn nên chuẩn bị khoảng 0.035 là đủ 0.035 BNB hoặc là 0.04 cho nó thoải mái còn thí dụ thí dụ mà các bạn mua khoảng uh, 60 tàu thì các bạn nên chuẩn bị là 0.07 hoặc là 0.08 BNB để có thể có đủ phí để mở trong con game này thì 0.011 là khoảng uh, 4 đô mấy các bạn 4 đô mấy 5 đô á, khoảng 4 đô mấy 5 đô. Thì sau đó các bạn xác nhận cái giao dịch này. Thì đây là cái tàu đầu tiên mà mình có nè các bạn, là common. Trong con game này thì cái tỷ lệ nó ra rất là giống với bơm crypto cho nên là cái tỷ lệ common rất là cao. Và các độ hiếm khác thì nó cũng chiếm khá là thấp. Một super rare nè các bạn cũng khá là may mắn một re nữa bạn rất là may mắn luôn mình hy vọng là sẽ có được legend thì đây là tất cả 10 con tàu chuyến chiến mà mình mở được sẽ là có một super rare, một rare và 8 common. thì cái giá bốc này theo cái nhà theo cái team phát triển họ nói là họ sẽ giữ cái giá bốc này vĩnh viễn, tức là 2,5 đồng SPG cho một bốc và cho một tàu chiến họ sẽ giữ vĩnh viễn luôn các bạn. Họ nói là cái giá rẻ như thế này thì sẽ giúp các bạn có thể về bờ nhanh hơn và giúp cân bằng cái kinh tế của cái game này hơn. Cho nên là mình nghĩ là cũng khá là ổn và cũng rất là tốt Các bạn sẽ không cần phải đầu tư khá quá nhiều vào con game này Ban đầu thì mình cứ nghĩ là một box của nó lên đến, đến 10 SPG lận cơ Nó giống với bơm nhưng mà không phải thì một box của nó chỉ khoảng 2,5 SPG mà thôi Thì các bạn sẽ đưa những cái con tàu này Tiếp đó khi bạn mở thành công rồi Các bạn sẽ đưa những cái con tàu này tham gia vào cái trận chiến thì hôm qua là mình thông qua đến nay là khoảng mình kiếm được 3,54 đồng token SBE. Và mình hiện tại mình sẽ cho bạn xem là SBE nó đang có giá bao nhiêu. Đây quá khủng khiếp luôn bạn. Cái đồng tốc trình chính là SPG thì nó đang có giá một mấy nhưng mà SBE của nó đã tăng lên 3,5 ở bạn. Thì con game uh, Bay Crypto nó vừa mở cách đây ít phút thôi bạn bởi vì hôm qua đến nay thì mọi người không chi cập vào được game này là bởi vì cái lượng chi cập nó rất là đông đến từ rất là nhiều quốc gia khác và cũng ở Việt Nam nữa. Thì chi cập vào rất là đông dẫn đến tình trạng mà server bị tắc nghẽn. Với hôm qua là cái mạng BSC nó cũng bị Uh, chập chờn cũng bị uh, chậm nữa các bạn cho nên là cũng không nhiều người chi cập vào được con game này. Và đến sáng nay nó cũng bảo trì cái game này. Và đến giờ thì mình thấy là mở khoảng 1 2 tiếng trở lại thì thôi các bạn. Mình đã kiếm được khoảng 3 phẩy mấy đồng SBE ngày hôm qua đó các bạn, chỉ mới vài tiếng ngày hôm qua thôi mà mình đã kiếm được 3 phẩy mấy đồng này rồi. Thì con game này đang được một sự hưởng ứng rất là đông đảo từ những quốc gia khác các bạn Bởi vì cái thành công của Bơm Dipto nó quá là ấn tượng Và họ kỳ vọng là con game này sẽ tạo nên một thành công tiếp theo thay thế được Bơm Dipto Các bạn thấy là khi con game này nó mở lại nè Thì nó đã bay rất là nhiều, cái đồng SBA của nó đã bay rất là nhiều và cái token sbg nữa cũng vậy thì nó đúng đã lên rất là nhiều luôn các bạn thì sau đây mình sẽ tham gia vào một trận uh, tham gia vào con game này và trải nghiệm cho các bạn về gameplay của crypto thì có nhiều họ người uh, sẽ hỏi về cái bay này. Thì cái bay này sẽ trang bị cho những cái con tàu chiến của bạn và sẽ giúp ít uh, X2 đó bạn, reload X2 tức là hồi nhanh hơn cho cái con tàu của bạn. Cái bay này sẽ giúp cho những cái con tàu chiến common nó sẽ hồi năng lượng nhanh hơn. Hiện tại thì mình có 5 cái con common trong cái đây các bạn sẽ đưa những cái tàu này vào cái hàng này đó bạn. Cái hàng này là những con tàu dùng để chiến những cái bot này bạn. Và sẽ tối đa là 15 chiếc tàu, tàu chiến, cái phi thuyền. Thì mình bây giờ mình sẽ đưa. Các bạn có thể uh, chọn vào cái mắt Ammo này. Thì mắt Ammo này nó sẽ hiện lên những cái tàu được sắp xếp theo từ trên xuống dưới. Tức là độ hiếm càng cao từ độ hiếm uh, từ trên xuống dưới mình mở được một con uh, epic một con super rare Đây mình sẽ thêm tất cả vào. Thì tối đa là 15 trên 15 thôi bạn. Nếu mà cái 15 con tàu này nó hết nó hết đạn, nó hết uh, bắn được thì chúng ta sẽ add thêm 15 chiếc kia vào. Thì hiện tại là mình thấy có chỉ có 20 chiếc thôi, tức là cái 10 chiếc hồi nãy mà mình mở ra nó chưa có cập nhật vào đây các bạn và các bạn sẽ phải reload lại cái game này nhưng mà bây giờ mình sẽ đánh cho các bạn xem luôn thì khi mà các bạn click vào đây thì các bạn sẽ đấu bot nè các bạn thì đây là cái con bot đầu tiên khi mà các bạn lên những cái con bot cao hơn thì cái reward của các bạn nó sẽ nhiều hơn. Cho nên chính vì điều đó mà các bạn phải cần có khoảng rất là nhiều cái con thuyền tức là những cái đợt thay ra thay vô các bạn. Và khi mà các bạn mà và khi mà chúng ta sang một cái ngày mới tức là khoảng uh, sang khoảng 0 giờ UTC, tức là 7 giờ sáng giờ Việt Nam thì cái bot này nó sẽ được reset lại là bot 1 nha các bạn. Cho nên là các bạn phải tranh thủ để uh, cày cái con game này càng lên boss càng cao càng tốt. và các bạn thấy là cái thanh năng lượng nó đã giảm dần rồi nè các bạn. Nó đã giảm dần rồi nè. Và đây là một game tự động chiến đấu. Nó thuộc thể loại giống Lunarest hoặc là crypto cho nên là các bạn cứ để như vậy. Và các bạn làm việc của các bạn. Trong khi mà con game này nó đang chạy. Và các bạn chỉ cần uh... như vậy thôi là các bạn đã có thể chơi được game này rồi. Nó giống với crypto và mình đã bị đứng server hiện tại nó đang không có ổn định lắm bởi vì mới chỉ ra mắt được một ngày mà thôi và nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái uh, VPN của các bạn nữa cho nên là đó là lý do mà mình khuyên các bạn là các bạn nếu mà các bạn muốn chơi con game này thật sự thì các bạn hãy mua cái VPN còn không thì các bạn cứ chơi free là được cứ sử dụng phi là được các bạn thì sử dụng phi nó sẽ có những cái giới hạn lâu lâu nó sẽ bị đứng hoặc là nó sẽ tự out game thì nó đang bị đứng rồi các bạn. mình sẽ thử bấm cái này. thì cái nút surrender này sẽ giúp các bạn quay trở lại cái con boss đầu tiên trong cái ngày đó. thì cái nút này sẽ giúp cho các bạn uh, kiếm được sbe khi mà các bạn uh, lên cao. thí dụ mà các những cái con boss sao ví dụ con boss mười mấy hoặc là hai mươi mấy đi, các bạn không đủ tàu chiến hoặc là các bạn không đủ cái sức mạnh để có thể tiêu diệt cái con bot đó Và không kiếm được token SBE Thì các bạn có thể quay trở lại bot một này Để các bạn đánh và tiếp tục kiếm những cái SBE Từ bot 1 trở lên Thì cái điều này sẽ giúp cho các bạn kiếm SBE liên tục Nó sẽ tùy vào chiến lược của các bạn Các bạn muốn uh, như thế nào nữa Thì nút Surrender này là như vậy các bạn thì đây mình đã quay trở lại cái bot một thì trong khi mà các bạn đánh thì các bạn nếu mà các bạn nhận thấy là các cái tàu chiến này của bạn nó đã bị vơi dần. Các bạn muốn thêm tàu chiến của bạn vào thì các bạn sẽ lít vào cái phần này. Tức là nếu mà nó giảm xuống khoảng Ờ, uh, trên 15 nữa các bạn, thì các bạn sẽ thêm được những cái tàu chiến khác đang nằm ở ngoài vào. Đây mình sẽ thêm cho các bạn xem khi mà nó giảm xuống. thì mình thấy là cứ mỗi vòng cứ được khoảng 0.10 mấy, 0.10 mấy thì một ngày các bạn có thể kiếm được rất là nhiều, khoảng lên đến 15, 16 hoặc là có thể là 20 đồng token SBE. Thì con game này cái cơ chế của rút rút của con game này cũng khá là đặc biệt. Và các bạn lưu ý cái cơ chế rút này nha. Tức là lần đầu tiên các bạn sẽ được rút thoải mái. Các bạn có thể thích chữ càng nhiều càng tốt và các bạn rút một lần luôn hoặc là các bạn rút uh, khi uh, khi mà nó chỉ có một SBE các bạn vẫn rút được. Nhưng mà từ cái lần đầu tiên đó cách 15 ngày thì các bạn mới có thể rút được cái lần thứ hai. Các bạn lưu ý điều này nha. Thì mà cái việc giới hạn 15 ngày này sẽ giúp cho con game nó duy trì cái thời gian ổn định khá là lớn nhưng mà mình cũng thấy một cái uh, nguy hiểm trong cái việc mà giới hạn 15 ngày này. Thì theo quan điểm cá nhân của mình, nếu mà tích trữ trong 15 ngày thì cái lượng rút của những người đó sẽ tích trữ khá là lớn và khi mà họ rút cái đồng SBE này ra thì sẽ có một đợt bán rất là lớn kìm hãm cái đồng SBE này lại. Và mình không biết là cái Đồng tốc SBE này nó sẽ về đâu khi mà nó rơi vào những cái trường hợp như vậy. Con tàu này đã hết năng lượng và nó đã bị loại ra cái vòng chơi này. Đây hai con tàu luôn đó bạn. Và mình sẽ vào cái phần này để mình đưa những cái con tàu này trở lại game. Đây các bạn thấy nó giảm xuống 11 trên 15 của bạn mình sẽ vào cái phần này để thay thế những cái con tàu này bằng những cái con tàu mới chưa có sức trận thì các bạn vào cái phần này thì con boss nó vẫn giữ như vậy sau đó các bạn sẽ thay những cái tàu này ra đây thì nếu mình hết năng lượng thì nó sẽ tự động văng ra khỏi cái danh sách này luôn các bạn, các bạn thấy là còn chỉ còn 10 trên 15 thôi, thì các bạn sẽ chọn những cái con tàu để uh, cho nó tham chiến. Tìm 10 cái bốc hồi nãy, 10 cái uh, tàu chiến hồi nãy mà mình mở các bạn, hiện tại là nó đã có trong game rồi, mình sẽ đưa vào. đó khi các bạn đánh và click vào lại vào chữ firebox thì nó firebox thì nó sẽ tiếp tục chiến đấu Thì các bạn thấy là mình được đến 0.64 khi mà mình tiêu diệt được cái con tàu thứ 10 này. Thì đã bị Và đây là cái tính lăng lam mà mình có nói cho các bạn khi nãy đó bạn. Thì cái minimum minimum uh, withdraw sẽ là 40 SBE. Các bạn sẽ withdraw tối thiểu là 40 đồng token SBE nha các bạn khi bạn đạt đến cái ngưỡng này và cái thời gian của mỗi lần mà các bạn withdraw sẽ là 15 ngày tức là cái lần đầu tiên này sẽ là thoải mái tức là khi các bạn đạt được 40 SBE là các bạn đã có thể rút được và cái lần tiếp theo sẽ là 15 ngày kể từ cái lần đầu tiên mà các bạn rút và lần thứ ba sẽ là 15 ngày kể từ cái lần thứ hai mà các bạn rút nó sẽ không dơ dựa trên SBE nữa ví dụ thí dụ mà các bạn đạt được trên 40 e 40 SP đi nhưng mà chưa đủ 15 ngày các bạn cũng không thể rút được nhớ bạn thì đó là cái cơ chế rút của con game Spirito thì video review của mình với con game Spirito này đến đây là kết thúc thì mình thấy đây là một con game hiện tại đang cho một cái rồi khá là ổn định và khá là tốt các bạn. Mình thấy hiện tại nãy giờ mình kiếm không là cũng 2.33 đồng token SBR rồi và cho nên là cái roi của nó cũng khá là tốt và khá là nhanh. Thì cái phần review về bài crypto của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy video này hay hãy cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.